Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Máu Tô Huy Trung. Bên em chuyên bán trao đổi các loại ô tô cũ đã qua sử dụng nha anh em. Hôm nay thì bên em vừa về cho anh em một mẫu xe Chevrolet Cruze nha anh em. Đó, Cruze. Được con này thì được sản xuất năm 2013 nha anh em. Đấy, số sàn 2013. Cruze thì nó rất là lành tính nha anh em. Đi rất là lành tính, được cái đầm chắc, bền bỉ. Đấy, nói chung Cruze thì nó đi lành hơn La City rất là nhiều nha anh em. Con này có nước sơn màu trắng rất là đẹp, xe em được dọn lên chút thể thao rồi nha anh em, nên là nhìn rất là ok. Anh em mình mua về là chỉ có việc là đi thôi. Phần đèn phía trước thì cũng được lên bi rồi này, bi led nha anh em. Đó, bi led rất là xịn rồi này, bi màu tím anh em thấy không, thấy bi không trong không? Đi ban đêm đèn bi xanh nông, đi ban đêm thì cực kỳ là sáng luôn nha anh em. Đấy, rất là đẹp, đi ban đêm cực kỳ là sáng luôn. Dọn lên phong cách trắng đen nhìn rất là đẹp nha anh em. Anh em thấy không, sân xe bên ngoài là còn rất là đẹp, anh em mua về đi thôi. Đèn sau cũng lên là đèn hậu led rồi nha anh em. Đấy, đèn hậu hay led rồi. Anh em nhìn nó sẽ rất là khác những con Cruze khác nha anh em. Đấy. Cánh gió, đuôi gió này. Đấy, bên em có lên đuôi gió, đèn hậu led rồi đầy đủ hết rồi. Đấy. Anh em mình mua về là chỉ có việc là đổ xăng và chạy thôi. Xe thì biển Quảng Trị nha anh em. Biển Quảng Trị. Đấy, rất là đẹp. Có lipo, cánh gió này, cái đuôi gió nhỏ rất là đẹp này. Đuôi gió này là đuôi gió liền cốt nha anh em. Đấy, rất là thể thao. Nhìn xe rất là chất nha anh em. Con này thì hôm nay bên em bán anh em mức giá là 270 triệu nha anh em, bao vận chuyển cho anh em mình toàn quốc. Xe thì nó tuyệt vời rồi, màn hình Android, loa súp đồ rất là hay. Đấy, loa súp xịn luôn nha em, rất là hay luôn, âm thanh loa đài nghe rất là hay. Khám đăng kiểm còn nha em. Đấy, em vừa dán cái tem chưa kịp dán đăng kiểm xuống nè. Đăng kiểm còn dài, lát em sẽ mở cái đăng kiểm cho anh em coi. Xe rất là đẹp rồi, xe màu trắng rất là đẹp cho anh em nhìn thấy phông dáng cực kỳ là đẹp luôn. Dòng Cruze này thì phông dáng không bao giờ là lỗi thời nha, không bao giờ gọi là lỗi thời luôn. Đèn led ban ngày rồi đầy đủ hết nha anh em. Mâm là mâm 16 inch. Đấy, mâm 16 inch rất là đẹp. Có phần led cản được phía trước rồi hết rồi. Anh em có thể thấy không? Nhìn xe rất là chiến, rất là thể thao luôn nha. 270 triệu nha anh em, bao vận chuyển cho anh em toàn quốc nha. Một cái giá rất là phải chăng. Có led nội thất rồi, màn hình Android, loa súp đầy đủ nha anh em. Âm thanh loa đài này rất là hay. Cái dàn âm thanh này anh chủ cũng lên một số loa rồi, nên là đưa ra một cái âm thanh rất là chất lượng nha anh em. Xe thì rất là đẹp, anh em mua về là đi thôi, không làm gì thêm đâu. Khóa mốt đầy đủ, số sàn. Nội thất này rất là đẹp nha anh em. Nội thất thì có mấy cái phần này thì có sơn lại này, sơn giả đá này, rất là đẹp. Chỉ điểm theo xe thì còn nguyên nha anh em. Cam kết với anh chị mình là không đông đụng, không gặp nước nha anh em. Máy móc zin 100% nha. Máy số, máy móc là zin hết. Đó, ốp với này. Cam kết không đông đụng, không gặp nước nha anh em. Đấy. Phần nách cửa đây. Đấy, nách cửa đây. Vẫn còn rất là đẹp nha. Cam kết với anh chị mình là không đông đụng, không gặp nước nha anh em. Đấy. Xe thì rất là chất rồi. Ốc màu còn đẹp, rất là đẹp này. Còn sáng trưng anh em thấy không? Tem rồi đầy đủ hết nha. Vô lăng này. Vô lăng có ốp carbon rồi này, rất là đẹp anh em thấy. Đây mình mua về đi thôi, không phải làm gì thêm đâu. Đấy. Chevrolet Cruze nha anh em, được sản xuất năm 2013 với động cơ dung tích là 1.6 số sàn. Rất là lợi xăng luôn. Đấy. Màn hình Android nha anh em, màn hình Android. Máy lạnh điều hòa rất là sâu nha anh em, có loa súp này. Này là chỉnh loa súp nha anh em, chỉnh độ lớn của loa súp ạ. Âm thanh loa đài thì rất là hay. Ê! Cho em mượn USB đi. Âm thanh loa đài, màn hình dẫn đường, định vị dẫn đường đầy đủ nha anh em, định vị dẫn đường, camera hành trình, cam lùi đầy đủ nha anh em, camera hành trình trước này. Cam lùi đầy đủ luôn, không thiếu một cái thứ gì luôn. Củ số rất là đẹp này, củ số này, anh em thấy củ số còn mới keng luôn, đấy, bóng đẹp nha anh em. Đèn led nội thất đổi màu đầy đủ luôn. Đấy, led nội thất đổi màu xanh, đỏ, tím, vàng gì tùy ý luôn. Đấy. Đấy, anh em thấy đầy đủ hết nha. Điều hòa máy lạnh rất là sâu. Anh em mình mua về là chỉ có việc là sử dụng đi ngay thôi. Báo tốc độ này, đấy. Camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ nha anh em.
camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ nha em. Anh đi đằng sau cho cảm biến lùi kêu em đem tiền. Anh em chuẩn bị cả nhìn cảm biến lùi này. Đấy, anh em thấy không? Đấy, cảm biến lùi nó báo ghê lắm. Anh em mà nó gần lại gần sát rồi nó báo khiếp lắm. Đấy là cảm biến lùi đầy đủ hết. Âm thanh loa đài thì cũng rất là hay. Âm thanh tuyệt vời rồi, rất là hay. Tốc độ rất là hay như này. Âm thanh loa đài đó, âm thanh nghe khủng khiếp lắm. Vì đã có em đem lại mong đời tốt. Âm thanh nghe hay lắm anh em vào xem xe để cho anh em trải nghiệm cái âm thanh con xe này khủng khiếp lắm. Loa xúc đồ dưới đây nè anh em nhìn này. Đấy, em sẽ quay cái loa xúc cho anh em coi. Đấy, cái loa này đó, một cái loa dưới đây này nó xúc. Rất là hay, bốn cái loa cánh nó cũng thay hết rồi. Đấy, loa chép, có một cái loa trong đây này. Đầy đủ hết loa, âm thanh loa đài thì không thiếu. Gương kính chỉnh điện này, dán phim cách nhiệt xịn toàn quanh xe rồi. Cảm biến lùi, camera lùi, cam hành trình đầy đủ luôn. 270 triệu, anh em mua về đi gia đình rất là hợp lý nha anh em. Xe này em cam kết với anh em là xe gia đình nha, không taxi dịch vụ nha anh em. Tay em này đầy đủ này, xe gia đình nha anh em. Đấy, đồ đạc bên trong còn rất là mới, đẹp tuyệt vời. Chắn nắng nó còn rất là mới nha anh em, vô lăng anh em nhìn còn đẹp cực kỳ. Vô lăng có ốp carbon lại rồi, rất là mới luôn. Gương kính chỉnh điện là bình thường hoạt động tốt nha anh em. Những gương kính chỉnh điện hoạt động tốt, trần nỉ là như mới anh em thấy không? Trần nỉ này như mới luôn, đèn đốt đầy đủ nha. Đấy, trần nỉ xe là như mới, gương đầy đủ, có hộp để gương trong đây nè. Mình chịu học, mình chỉnh lên chỉnh xuống bình thường đó nha anh em. Đấy, rất là đẹp. Nói chung chức năng theo xe hoạt động 95-98% nha anh em. Chưa có chức năng nào mà hỏng hại nha. Đấy, kính chỉnh điện hoạt động tốt hết nha. Đấy, đã lên bệ tì tay rồi hết rồi. Đấy, gương kính này chỉnh điện lên xuống này bình thường hết. Nói chung cái tầm tiền 270 triệu mà anh em có được con xe Crew đi như thế này thì quá ok. Thứ nhất là lợi xăng, thứ hai là lành tính, thứ ba là form dáng nó rất là đẹp nha anh em. Form dáng Crew thì không bao giờ là lỗi thôi, em thấy form dáng Crew rất là đẹp. Bệ thì tay đầy đủ này, anh em thấy không? Bệ thì tay có hộp để đồ đầy đủ luôn. Cổng sạc, đèn led đầy đủ nha. Loa xúc, âm thanh loa đài màn hình Android này, anh em thấy không? Rõ nét cực kỳ luôn. Bản đồng hồ rồi vẫn còn rất là đẹp, nói chung xuất sắc. Đèn đốt ở đèn này chỉnh đây nha anh em, bật đèn ở đây. Đấy. Không thiếu một cái gì hết, anh em mà mua về là chỉ có việc là sử dụng đi thôi, không làm gì thêm đâu nha. 270 triệu một cái giá rất là hợp lý rồi. Rất là hợp lý với con Crew đời 2013 nha anh em, mà full đồ chơi như thế này nha anh em. Đấy. Ghế bọc da là hết rồi. Nguyên bản của nó là nỉ nha anh em, nhưng mà chủ người ta bọc da lại nó có dễ cho nó dễ vệ sinh, với lại nó không có hôi. Nỉ thì nó hơi hôi nhưng mà được cái nó zin. Còn với trong thì vẫn còn nỉ nha anh em. Ốc còn rất là đẹp nè, cam kết với anh chị mình không đâm đụng, không gặp nước nha. Khi mà anh em mua, anh em cọc tiền là bên em sẽ viết cho anh em một cái hợp đồng mua bán nha anh em, và cái hợp đồng mua bán giữa salon bên em bán xe cho anh em, bao đâm đụng ngập nước cho anh em khi mua nha. Đấy, có con dấu chữ ký của bên em đàng hoàng. Nội thất, nội ngoại thất là rất là đẹp rồi. Anh em mình mua về là chỉ có việc là đây thôi. Cốp là cốp mở điện nha anh em, nó có một cái nút. Đèn led này, anh em thấy không? Rất là đẹp. Cốp thì nó có một cái lót, miếng lót ở đây. Dỡ lên em. Một cái miếng lót rất là sạch sẽ này. Bên dưới miếng lót là một cái miếng nỉ này. Lốp sơ cua đầy đủ nha anh em. Mâm sơ cua, con đội nó nằm dưới đây. Đấy, gầm bệ rất là đẹp. Không mục mọt, không đâm đụng nha anh em. Đấy, không đâm đụng, không mục mọt gì hết nha. Đấy, ok. Cabo là vẫn còn nảy hết này, anh em thấy không? Chỉ niệm theo xe này, cột phía sau này còn nguyên nha anh em. Cam kết với anh chị mình là không đâm đụng, không mục nước đâu. Xe em coi kỹ rồi. Đấy. Cabo là vẫn còn rất là đẹp, đóng lại đi. Đấy. Anh em thấy cái đèn led không? Đấy, cái đèn led nó đang sáng đó. Đó, rất là đẹp nha anh em, nhìn nó sáng cái đèn. Đó, anh em vô đây, đây là nó cái đèn với cái điện thoại nó không cùng tần số, anh em thấy nó nháy nhẹ không? Chứ ở ngoài đứng không có nháy như vậy đâu. Đó, anh em thấy không? Đẹp không? Gầm bệ tuyệt vời luôn, gầm bệ không có tí mục nha, ống bô như mới luôn này, gầm bệ rất là đẹp nha anh em.
Đời 23 thì không thể mục được rồi nha anh em. Nên anh em yên tâm về cái vấn đề mục mọt này. Đấy. Gầm bể rất là đẹp. Đấy, gầm bể tuyệt vời luôn. Cam kết với anh chị mình không mục mọt nha. Đấy, yên tâm. Xe form dáng tuyệt vời rồi, form dáng em thấy gru rồi, form dáng như thế này quá tuyệt vời rồi. 2022 mà vẫn chưa có lỗi thời đâu nha anh em. Đấy, form này rất là còn rất là đẹp. Rất là thời trang, trẻ trung. Anh em nào có cái tầm tiền này mua về đi thì rất là hợp lý luôn. Lợi xăng mà vừa lành tính phụ tùng lại dễ có, dễ kiếm, rẻ. Nói chung crew này thì rất là dễ sửa nha anh em. Đồ gì cũng có nha. Đấy, crew thì Việt Nam mình ai cũng đi xài rất nhiều và rất là được, rất là nhiều người ưa chuộng, ưa thích luôn. Đấy. Còn anh em muốn phụ tùng ở ngoài thì mua ở cái gì cũng có nha. Còn anh em muốn vô hãng thì cái vô hãng VinFast á, giờ người ta là chi nhánh phân phối phụ tùng của Chevrolet rồi. Đấy. Thì anh em vô trong hãng cái gì cũng có. Muốn bảo dưỡng hãng thì vô hãng VinFast. Đấy. Cột kèo chi niễn còn nguyên nha anh em. Còn anh em muốn xài đồ ở ngoài thì vô ra ngoài thôi. Thì nó rẻ hơn, nó chất lượng, cũng chất lượng như nhau thôi. Đấy. Cột kèo chi niễn là còn nguyên nha anh em. Bao cho anh em đâm đụng ngập nước này. Đấy. Khi mà anh em mua bên em viết giấy cam kết nha. Cửa gió đi hòa đều có mã Robin Cro mà rất là đẹp anh em xem. Hai túi khí hai bên, phanh ABS đầy đủ nha anh em. Hai túi khí hai bên phanh ABS đầy đủ. Đấy. Số sai, con số thì vào rất là nhẹ nhàng. Đây lá trợ lực này, đây lá trợ lực nhẹ nhàng cực kỳ luôn. Đấy. Đấy. Em đánh ngược một bên nó hơi khó nha anh em. Đấy. Nhưng mà tay lái rất là nhẹ nhàng. Đấy. Tay lái con số là như xe mới thôi. Đấy. Như xe mới nha anh em, không khác gì hết á. Đấy. Là anh em yên tâm. Chỉ niệm này. Đấy. Còn ốc màu vẫn còn rất là đẹp nha. Nói chung xe này thì chủ người ta cũng giữ gìn kỹ nên là chạy nó không khác gì xe mới hết nha anh em. Gầm bệ phục nhún còn rất là êm. Đấy, con số vào rất là nhẹ nhàng nha anh em. Con số tay lái nhẹ nhàng, nói chung là không khác gì xe mới hết. Không khác gì những con Crew mới đâu nha anh em. Đấy, chạy rất là ok. Nó có một cái led ban ngày dưới gầm. Máy móc thì rất là đẹp, máy móc hầu như nguyên bản hết nha anh em. Máy móc zin. Từ 2013. Động cơ 1.6 phun xăng điện tử nha anh em. Đấy. Bao đâm đụng ngập nước cho anh chị em mình khi mua. Máy Crew này thì nó lành lắm. Nó lành hơn máy của La City số xài rất là nhiều. Nên là anh em không có phải sợ mà hỏng vặt hay là không có phụ tùng thay thế nha. Có hết nha anh em. Sửa được hết, có hết. Nói chung là dòng Crew này dễ nuôi, em nói thật. Đấy. Form dáng lại đẹp. Máy móc anh em thấy không? Nổ em ru ru. Máy zin nha anh em, máy zin. Đấy. Tem này còn đầy đủ hết này. Cam kết với anh chị em mình không đâm đụng, không ngập nước đâu nha. Đấy. Cabo đều vẫn còn rất là chất này. Đấy. Đóng máy lại, mời đóng máy lại. Máy móc này nổ rất êm nha anh em. Đóng cabo lại là đứng gần hầu như là không nghe tiếng máy nó nổ luôn à. Bật cái đèn lên giùm em đi. Đèn là đèn bi luôn. Máy đèn bi luôn này. Pha cố lên đó. Đó, bi đi ban đêm thì nó tục cực kỳ sáng luôn, phá tan ban đêm luôn nha anh em. Em nói thật, đi ban đêm rất là sáng, người ta lên cái bi này bị xịn á. Rất là sáng luôn. Đấy. Crew sản xuất năm 2013 nha anh em, với động cơ dung tích 1.6 thôi, rất là lợi xăng. Khóa mốt theo xe này, rất là đẹp anh em thấy. Đấy. Form dáng của nó thì rất là tuyệt vời rồi, không có một cái gì để chê cái form dáng của Crew này hết, rất đẹp. Lành tính nha anh em. Đấy, gầm bệ đây. Và được cái là nó chạy nó đầm nha anh em, chạy nó đầm lắm. Anh em nào mà chưa biết Crew thì vào đây em cho chạy thử. Chạy nó đầm cực kỳ luôn. Đấy. So với những dòng xe phổ thông khác thì Crew nó xác nó hơi nặng một tí là đi nó đầm ghê lắm, đi nó đã. Qua cái những cái mà gờ giảm tốc hay là cổ gà rồi anh em nó đầm lắm. Em ru à. Chạy rất là sướng nha. Bên em chịu trách nhiệm rút hồ sơ cho khách hàng mình khi mua nha anh em. Còn giá thì bên em bán thì bên em bao vận chuyển. Những anh em ở xa thì bên em vận chuyển tới gần chỗ anh em nhất có thể. Đấy, gầm bệ giờ tới gầm bên phụ nha. Gầm bên phụ này cực kỳ đẹp luôn. Gầm bệ không có gì để chê nha anh em. Còn như mới à. Chưa có gì phai, chưa có gì gọi là mục mọt nha anh em yên tâm. Còn rất là đẹp. Đấy. Tôn vỏ mỏng, nói chung là chưa có sơn lại nhiều và cũng chưa có đâm đụng ngập nước nha. Bên em bao form dáng thì con nói thì rất là đẹp rồi. Anh em có thể ngắm nghía là một lần nữa này. Chevrolet Crew được sản xuất năm 2013 với động cơ dung tích 1.6 nha, 1.6 số sài. Chịu trách nhiệm, bên em chịu trách nhiệm rút hồ sơ cho anh em mình khi mua nha. Giấy tờ hợp pháp hợp lệ nha anh em.
Đấy. Rồi bên em bán cái giá rất là rẻ thôi, 270 triệu bao vận chuyển nha. Anh em nào cần thì alo ngay cho em nhé. Đấy. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhiều hơn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.